giấc mơ đẹp người. Tình chân mê say ngả nghiêng đón mời đưa chân. Con đi về phía cuộc đời quên lời Chúa gọi đến em. Đam mê cùng người bao lần lỗi hẹn Chúa. Lòng sám hối ăn năn bao nhiêu lần rồi hứa hẹn lại lỡ Chúa ơi, cho đến bao giờ ước hẹn vẹn nghĩa Chúa tôi. Cuộc đời bon chen mãi mê giấc mơ địa đàn tiền tài hư danh. Lòng sáng hối ăn năn bao nhiêu lần rồi hứa hẹn lại lỡ Chúa ơi, cho đến bao giờ ước hẹn vẹn nghĩa Chúa tôi, cho đến bao giờ ước hẹn vẹn nghĩa Chúa tôi, cho đến bao giờ. Ah,
để tiếp tục chương trình. Sau đây là đôi song ca trong một liên khúc mà chúng tôi cho rằng rất đặc biệt nên muốn trình làng cuối cùng. Họ là ai? Họ là chiếc hòa idol có triển vọng vì tuổi đời rất trẻ. Nếu có giải thí sinh nhỏ tuổi nhất thì chắc chắn Nam Phương sẽ đoạt giải, bởi em mới có 16 tuổi vừa đủ thi chiếc hòa idol lần này. Bên cạnh cô idol là Thi Hạ, lại mang phong cách trẻ trung, rất hợp với tiên. Em may mắn lọt vào top 6. Xin giới thiệu cùng với quý vị đôi song ca Nam Phương và Thi Hà với liên khúc Trong Trái Tim Chúa và Khi Con Vào Đời.